Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong cái chủ đề kiếm tiền với YouTube. Và cái nội dung trong cái video này mình muốn đề cập đến cái vấn đề mà các bạn cần phải trả lời được cái câu hỏi này để mà phát triển được cái kênh YouTube, đó là khán giả của kênh bạn là ai, nội dung của các bạn muốn hướng đến đối tượng nào. Và nếu các bạn nói là cái kênh của bạn dành cho tất cả mọi người thì cái vấn đề đó các bạn cần phải xem lại. Thực tế là nếu các bạn muốn chạm đến tất cả mọi người thì kết quả thường là bạn chẳng chạm được đến ai cả. Có nghĩa là khi mà cái đối tượng của các bạn nó quá rộng thì có thể là các bạn sẽ không tiếp cận được với ai cả. Do vậy mà các bạn cần phải xác định được cái nhóm người cùng với cái sở thích của mình để mà chia sẻ cho họ thì cái hiệu quả của nó sẽ cao hơn. Khi mà các bạn đã xác định được cái nhóm đối tượng của mình rồi thì các bạn có thể hỏi những cái câu hỏi khác nữa để mà làm rõ được cái khán giả của mình, như là họ bao nhiêu tuổi, như là sở thích của họ là gì, như là họ hứng thú với cái điều gì. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cái câu hỏi mà các bạn nên đặt ra để mà xác định được cái khán giả mục tiêu của kênh bạn là gì. Cái câu hỏi đầu tiên đó chính là họ là nam hay là nữ hay là cả hai. Thì những cái điều này thì các bạn có thể biết được nha, thông qua cái việc vào phần analytics của kênh để mà xem nha. Tuy nhiên ở cái giai đoạn ban đầu thì các bạn cứ đặt những cái câu hỏi này để làm gì, để chúng ta có cái hướng xây dựng và phát triển nội dung cho cái nhóm đối tượng đó nha. Thứ nhất là các bạn cần phải xác định là đối tượng của bạn là ai, họ là nam hay là nữ hay là cả hai. Cái thứ hai là cái lứa tuổi của họ, tại vì các bạn thấy là mỗi cái giai đoạn, mỗi cái lứa tuổi thì nó có một cái cách tiếp cận khác nhau. Nếu các bạn xác định cái nội dung đó cho những cái nhóm tuổi teen thì các bạn cần phải làm những cái video, làm những cái cách làm cho cái tuổi teen. Còn cái đối tượng của bạn là những cái đối tượng lớn tuổi thì các bạn sẽ có cái cách để làm video cho cái đối tượng đó, cùng là một nội dung nha các bạn, nhưng hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Cái câu hỏi thứ ba đó chính là họ làm nghề gì nha, cái công việc của họ là gì, cái công việc của họ là gì. Cái câu hỏi thứ tư để mà xác định cái khán giả mục tiêu đó chính là cái đam mê của họ là gì. Cái câu hỏi thứ năm đó là những cái trang web nào mà họ thường hay truy cập. Cái câu hỏi thứ sáu đó chính là đâu là cái nền tảng mạng xã hội mà họ thường hay truy cập. Các bạn thấy là những cái câu hỏi này nó rất là quan trọng nha, rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho các bạn có thể tìm được đúng cái đối tượng mà các bạn cần phải chia sẻ nha. Các bạn có thể tìm được đúng nơi mà họ tụ tập, thì khi mà các bạn tìm được đúng nơi họ tụ tập rồi, các bạn có thể là chia sẻ được những cái vấn đề của các bạn ở trong đó và nó sẽ kéo được lượng khán giả về kênh của các bạn nha. Cái câu hỏi thứ bảy đó chính là những cái YouTuber nào chính là những cái người có tầm ảnh hưởng với họ nhất, có nghĩa là họ đang xem cái kênh nào, có nghĩa là họ đang xem cái kênh YouTube nào, họ đang quan tâm đến những cái kênh YouTube nào. Cái câu hỏi thứ tám nữa là cái về cái hoàn cảnh của họ, họ đã có gia đình chưa, họ đã có con chưa, vâng vâng, những câu hỏi liên quan đến gia đình nha. Nếu chúng ta xác định được thì rất là tốt cho cái việc phát triển kênh của các bạn. Cái câu hỏi thứ 9 đó là cái thu nhập hàng năm của họ ở mức nào. Và cái câu hỏi thứ 10 đó là những cái sản phẩm hay dịch vụ nào mà họ có thể chi trả trong cái phạm vi số dư thu nhập, như là sách, như là thiết bị số hay là cái sở thích cá nhân vân vân. Thì đó chính là 10 cái câu hỏi mà các bạn cần phải xác định cho khán giả mục tiêu của mình. Tuy nhiên trong 10 câu hỏi này thì có thể chúng ta chỉ tìm được nha, chúng ta chỉ tìm được kết quả của một số câu hỏi mà thôi. Nếu chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi và nếu chúng ta tìm được những cái câu trả lời trên càng nhiều cho những câu hỏi trên thì chúng ta sẽ có được rất nhiều cái lợi thế cho cái việc phát triển kênh YouTube của mình. Nếu các bạn biết và hiểu rõ được khán giả của các bạn là ai thì các bạn sẽ dễ dàng đưa cho họ những cái nội dung, những cái thông tin mà họ quan tâm. Nếu các bạn biết khán giả của các bạn đa số là tuổi teen thì chúng ta sẽ tập trung về cái tuổi teen. Nếu các bạn biết được khán giả của bạn đa số là những người họ đã có con cái hoặc có gia đình thì chúng ta sẽ có thể điều hướng được cái nội dung cho những cái
nội dung mà họ đang cần. Do vậy mà khi mà các bạn trả lời, khi bạn tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên càng nhiều thì cái khả năng, cái mức độ thành công của bạn càng cao. Do vậy mà có những cái câu hỏi mà các bạn có thể có ngay được khi mà các bạn vào trong cái phần phân tích kênh. Ví dụ như là tuổi nha, tuổi là chúng ta sẽ có, giới là chúng ta sẽ có nha, tuổi, giới nha. Và thứ ba là khu vực địa lý, nghĩa là họ đến từ cái khu vực nào, họ là khán giả trong nước hay là khán giả nước ngoài nha. Và một cái câu hỏi rất là quan trọng cần phải được trả lời, đó là những cái mạng xã hội nào mà những cái khán giả này họ đang xem. Cái điều đó là cực kỳ quan trọng nhé. Tại vì khi mà các bạn biết được họ tham gia những cái nhóm, những cái group nào, thì cái việc chia sẻ những cái nội dung, những cái giá trị vào trong những cái nhóm đó thì nó sẽ giúp cho cái kênh của các bạn nó phát triển rất là nhanh. Sau khi mà các bạn đã xác định được cái đối tượng khán giả cho cái kênh YouTube của mình, thì các bạn cần phải đặt cho mình một cái câu hỏi, đó là bạn sẽ mang lại được cái giá trị gì cho cái khán giả của các bạn. Bạn sẽ phải đăng tải cái video với cái tần suất như thế nào? Có thể là một video một tuần, hay là hai video một tuần, hay là một video một tháng, vân vân. Cái nội dung mà bạn sẽ cung cấp cho họ là gì? Giải trí, tin tức, phát triển bản thân, nuôi dạy con cái. Và các bạn cần phải viết cái đáp án này ra giấy để chúng ta có thể xác định được cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm, phải cung cấp cho khán giả của mình. Nếu các bạn có cái điều kiện, nếu các bạn có cái cơ hội để mà quảng cáo cái kênh của mình cho những khán giả, thì các bạn sẽ nói cho họ biết được cái kênh của bạn sẽ tập trung về vấn đề gì. Các bạn có thể thấy rằng nhiều cái kênh YouTube họ đã không thành công bởi vì họ không xác định được cái nhóm khách hàng mục tiêu của mình là gì, và họ không xác định, không nói lên được cái vấn đề là cái kênh YouTube của mình nó có cái giá trị là gì, những cái video của mình có giá trị là gì, những cái video của mình đem lại cái giá trị gì cho khán giả, và vì sao khán giả họ phải quan tâm đến cái kênh YouTube của họ. Do vậy mà mình hy vọng rằng qua cái video này thì nó sẽ giúp cho các bạn có được những cái định hướng, giúp cho các bạn tránh được những cái sai lầm mà những cái kênh YouTube khác không thành công. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ có được một kênh YouTube phát triển theo đúng cái chiến lược và đúng cái mục tiêu mà các bạn đã đề ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video sau, nói sâu hơn, nói nhiều hơn về chủ đề phát triển cái kênh YouTube của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và các bạn nếu các bạn yêu quý cái kênh YouTube của mình thì các bạn có thể là đăng ký và bật chuông lên để mà chúng ta có thể là gặp nhau sớm nhất trong những cái video mà mình chia sẻ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào các bạn.